Dạ, hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Ngày hôm nay là chủ nhật thì bên em cũng sẽ lên nhanh thêm một cái video giới thiệu thêm một số dòng máy bên em nữa nha. Đầu tiên em xin phép một phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì quý khách hàng cũng có thể tìm kiếm những cái video giới thiệu những dòng sản phẩm bên em bằng cách gõ tên cửa hàng em, đó là di động thành phố nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em làm việc thì từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này giúp em. Bên em không nhận cuộc gọi Zalo nha, tại vì Zalo bên em chỉ nhận tin nhắn thôi. Quý khách hàng vui lòng không gọi qua Zalo nha. Nếu muốn trao đổi trực tiếp với em thì cứ gọi số điện thoại này là sẽ gặp trực tiếp em nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi cho nhà sản xuất. Đặc biệt thì phần mềm bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy và bên em có gửi hàng toàn quốc nha. Quý khách hàng ở xa thì bên em sẽ nhận cọc trước, đó là 50.000 hoặc 100.000, là để tránh những cái trường hợp bom hàng cũng như một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh mà cho những địa chỉ ảo, những địa chỉ không chính xác ấy. Còn sau đó bây giờ sẽ gửi hàng đi và phí ship nó sẽ đồng giá là 40.000. Còn nếu như những khách hàng mà mua hàng bên em nhiều lần rồi thì cứ chọn máy và bên em sẽ gửi thôi, không cần cọc gì hết nha. Dạ rồi, cũng không làm mất thời gian của mọi người, những cái hình thức mua bán cũng như thông tin cửa hàng hay là địa chỉ hay là những cái địa chỉ Google Maps em có để sẵn trong tất cả trong cái phần mô tả video, mình có thể xem lại trong phần mô tả video nha. Bây giờ em sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nhé. Và một cái dòng máy đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho quý khách hàng trong cái video ngày hôm nay đó là một cái dòng máy tính bảng giá rẻ nha. Ở đây thì bên em đã về thêm được cái hàng Lenovo Tab M10 nha mọi người nha. Phiên bản này là phiên bản RAM 3GB và bộ nhớ sẽ là 32GB. Bản này thì bên em hiện tại đang thanh lý mức giá cực kỳ rẻ luôn, nó chỉ có là 1.800.000 thôi nha. 1.800.000 là nó gồm có một chiếc máy như thế này, một wireless SIM và kèm theo đó là một bộ sạc cáp nha. Đấy. Đây là Lenovo Tab M10, phiên bản này là phiên bản RAM 3GB và bộ nhớ sẽ là 32GB. Màn hình của nó độ rộng sẽ được là 10.1 inch nha mọi người nha. Đặc biệt á, thì cái con này mặc dù nó là hàng giá rẻ nhưng mà con chip cũng khá là ok, chip Snapdragon 480 nha. Đấy. Nó sẽ chạy được cho mình là chip Snapdragon 480. Về nhận định thì mình thấy con này nó cũng khá là nhanh nhạy và mượt ấy. Phiên bản Android của nó sẽ là Android 9 nha. Nó sử dụng SIM 4G. Đấy, Wi-Fi và 4G luôn. Ví dụ như những chỗ mà không có Wi-Fi thì mình có thể bỏ SIM vào mình sử dụng 4G bình thường nha. Nó sẽ hỗ trợ cho mình khay cắm thẻ nhớ luôn. Pin của con này thì sẽ được là 4850, thì nó tương đương là mình cho nó khoảng tầm sắp xỉ 5.000 nha. Trọng lượng của nó là khoảng tầm hơn 4 lạng một tí. Ở đây thì mình không đo chính xác được cái trọng lượng, nhưng mà ở đây nó khoảng tầm hơn 4 lạng một tí. Đây là cái mức của camera trước nha. Đây, camera trước của nó nằm ngang. Đây là mức camera trước. Và chúng ta sẽ đổi về camera sau. Đấy. Nói chung camera máy tính bảng thì nó cũng nằm ở cái mức gọi là giải trí vui vui thôi, chứ thực chất không phải là để chụp ảnh nét nẹt như là dòng điện thoại được. Đấy. Những con này là những con full tác vụ giải trí luôn, ví dụ như là TikTok hay là YouTube này kia nọ, mình có thể đều chơi được, tải được hết nha mọi người nha. Nói chung là nó đều mượt mà hết. Mình sẽ thử mở một bài nhạc nè. Dòng này nó sử dụng cho mình là cái màn loa kép, cho nên là cái mình nghe nhạc xem phim nó cũng khá là to nha. Đây, màn loa ở đây. Đấy. Mình sẽ phóng nó lên một tí. Đấy. Nó sử dụng cho mình màn loa kép ở đây nha. Còn về giải trí thì cỡ này mình giải trí vô tư. Đó, nói chung là cái độ rộng này thì giải trí vô tư rồi. Mình cần những cái máy như là học tập online nè, hoặc là chơi những cái game nhẹ nhẹ nè, hoặc là để giải trí karaoke này cái nọ, thì những con này khá là ok luôn. Chỉ 1.800.000 thôi nha mọi người nha. Máy này thì tình trạng nó là hàng đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới hoàn toàn nha. Nó là hàng đã qua sử dụng cho nên là mình sẽ thấy được nó có những cái điểm trầy xước nhất định. Đấy, những cái điểm trầy xước nhất định thôi. Nhưng mà cái này nó cũng gọi là còn khá là đẹp. Còn khá là đẹp luôn. Bên em về tất cả nó đều là bản màu đen nha mọi người nha. Tất cả đều là bản màu đen hết. Đấy. Tặng kèm đó là một chiếc ốp lưng cũng như là một wireless SIM thì với mức giá chỉ có 1.800.000 thôi. Lenovo Tab M10 nha. RAM 3GB và bộ nhớ sẽ là 32GB, màn hình 10.1 inch nha. Và ở đây thì em có sót được một cây Realme V50. Ở đây thì cây Realme V50 thì hiện tại bên em đang bán ra là 2.950.000. Con này thì thực chất là ở cách đây khoảng tầm 2 ngày trước em lên thì cũng đã có khách dặn rồi, nhưng mà đến thời điểm bây giờ em không có liên hệ cho khách được, cho nên em sẽ lên em bán lại nha mọi người nha. Đây, bên trong nó sẽ gồm có một chiếc ốp lưng chống ngã màu trước và một wireless SIM ở đây. Máy này là máy mới hoàn toàn nha mọi người nha. Máy mới hoàn toàn chưa qua người sử dụng. Nó sẽ gồm có một bộ cốc cáp sạc nhanh ở đây. Máy thì bên em cũng đã kích hoạt và cập nhật sẵn hoàn toàn cho mình luôn rồi. Đấy, kích hoạt và cập nhật sẵn hoàn toàn luôn nha. Dòng này thì nó được cái điểm mạnh là nó là cấu hình 5G. Cái thứ hai nữa là pin của nó, pin khá là cao luôn. Pin của con những con này
Nó sẽ lên pin 5.000 và nó hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Và đặc biệt cái màn hình của cái con này nó lên đến là 120Hz, tức là cái độ nhạy này cho quý khách hàng mà chơi game hoặc là xử lý ứng dụng thì mình sẽ thấy nó cực kỳ nhanh, nó không có bị có độ trễ nha. Cảm biến vân tay thì nó vẫn tích hợp trong nút nguồn thôi. Nó là kiểu như là nó thiết kế vuông mọi người, những cái dòng Realme thì vừa là thiết kế vuông nha, sử dụng hai sim vật lý. Khung camera nó làm trong một cái hình tròn khá là đẹp luôn. Đấy, khá là đẹp nha. Camera chính của nó thì nó sẽ lên cho mình đó là 50MP nha. Đấy. À không phải, em nhầm, camera chính của nó sẽ lên đó là 64MP và nó sẽ có một camera hỗ trợ ở đây. Mình báo nhầm 50MP. Đấy, 50MP nó là A78 kia kìa. Đây nó sẽ là 64MP nha mọi người nha. Đó là cái mức của camera sau, còn camera trước ở đây khá là đẹp nha mọi người nha. Đấy. Về camera thì những con này nó thực hiện quay phim cũng như là chụp ảnh cực kỳ đẹp rồi. Mà mức giá thì chỉ có 2.950.000 thôi, sở hữu một con máy màn hình 120Hz là cái thứ nhất. Cái thứ nhất là màn hình 120Hz nha. Cái thứ hai nữa là kiểu như là con này thì nó sẽ là pin 5.000 và nó cấu hình 5G luôn mà mức giá là chưa đến 3 triệu đồng. Thì tính ra là mức giá này khá là hợp lý cho một con máy nha. Máy này là máy mới hoàn toàn luôn, mình sẽ được bảo hành là 1 năm nha mọi người nha. Chế độ bảo hành vẫn sẽ là 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng và phần cứng của nó sẽ lên bảo hành là 1 năm. Bên em chỉ không bảo hành rơi vỡ và rớt nước thôi, chứ còn lại thực chất tất cả các lỗi thì xảy ra từ nhà sản xuất bên em sẽ đều bảo hành hết nha. Đấy. Máy thiết kế vuông cực kỳ đẹp nha. Nếu như những con này thì sử dụng gọi là thiên thu luôn, bao cho quý khách hàng sử dụng gọi là thoải mái luôn, thiên thu. Đấy. Loa phương tiện này kia nọ là rất là to nha mọi người nha, rất là to rõ luôn. Miếng dán màn hình cũng đã có sẵn rồi, ốp lưng cũng có sẵn luôn rồi, mình chỉ việc mua về và sử dụng thôi, không thiếu bất kỳ gì hết nha. Tiếp đến thì mình sẽ về được một cái lô S21 Plus. Ở đây thì cái hàng S21 Plus thì được cách đây khoảng tầm 4-5 ngày gì ấy, bên em có lên một cây S21 Plus. Cây máy đó là nó bị trầy xước và bên em thanh lý đó là 5.4 triệu. Thì có rất là nhiều khách hàng hỏi, nhưng mà tại vì nó chỉ có một cây thôi cho nên là không có đủ cho tất cả khách hàng. Ngày hôm nay chị em cũng đã có thêm một ít máy nữa. Thực chất là máy này là mình chia lại từ một số cửa hàng thân quen thôi, chia lại từ một số cửa hàng thân quen. Những cây này nó có trầy xước nhẹ nhẹ một tí nha. Đây là Samsung Galaxy S21 Plus nha. Những cây này thì hiện tại bên em thanh lý là chỉ có là 5.4 triệu thôi, cũng bằng cái ngay hôm bữa. Tính ra là nó rẻ hơn một con máy đẹp can 99 lên đó là gần 1 triệu đồng nha mọi người nha. Gần cả triệu đồng. Đấy, nó rẻ hơn. Và tại sao nó có mức giá rẻ thì tại vì nó tình trạng nó vẫn là như vậy thôi, nó vẫn là máy zin nguyên hết. Nhưng mà những con này thì bên ngoài nó có trầy xước nhẹ 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 thôi nha mọi người nha. Đấy, nó có trầy xước giống như trầy xước chân sạc nè, hoặc là nhăm nhăm khung xương một tí tại vì nó là hàng đã qua sử dụng nha. Nhưng máy em vẫn sẽ bao cho mình là máy nguyên zin và chưa từng bung tháo nha. Màn là màn zin sáng đẹp, không lưu không ám một tí nào luôn. Đấy, nó chỉ khác nhau cái bên ngoài là con những con này nó đẹp khoảng tầm 98% và những con máy mà rơi vào khoảng tầm 6 triệu, 5.9 triệu đến 6.2 triệu thì những con đấy là hàng đẹp can nét 99. Đấy, nó chỉ khác nhau là như vậy thôi. Nhưng mà cái tình trạng mà bên ngoài này thì mình chỉ cần bỏ ốp lưng vào là sẽ đẹp ngay nha mọi người nha. Chứ còn màn hình thì em vẫn sẽ bao cho mình là màn hình không ám ố một tí ti luôn. Nếu như phát hiện mà màn hình ám ố hoặc là nó bị đốm sọc hay này kia nọ thì bên em sẽ hoàn toàn tặng máy luôn, thực chất luôn. Với lại tại vì ở đây á, khi quý khách hàng nhận hàng mà ở xa thì mình có thể khui hàng kiểm tra trước, hoặc là ở gần thì mình ra trực tiếp cửa hàng của em, mình ngồi mình trải nghiệm thôi, không có gì hết. Đấy, về cấu hình những con này thì cấu hình cực kỳ cao rồi. Màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.7 inch, chip Snapdragon 888 5G nha. Sử dụng là 2 SIM, 1 eSIM, 1 micro SIM, RAM 8GB và bộ nhớ sẽ lên đến là 128GB. Cam sau của nó sẽ lên đến là 64MP và nó sẽ có 3 cam. Cam phụ của nó sẽ được là 10MP nha mọi người nha. Pin thì pin 4800 hỗ trợ sạc nhanh, sạc siêu nhanh và sạc không dây. Đấy. Những con này về quay phim chụp ảnh thì khỏi chê luôn. Đây là mức của camera trước nha. Đây là mức camera sau, bắt nét cực kỳ nhanh luôn. Mặc dù là em quơ như thế này nhưng mà dừng lại là bắt nét ngay nha mọi người nha. Đấy. Dừng lại cái là bắt nét ngay. Cực kỳ rõ nha, nó có góc siêu rộng nè. Góc rộng nè. Nó zoom lên cho mình là khoảng tầm 30 lần nha mọi người nha, tức là cái độ phóng đại của nó là cho mình là khoảng tầm 30 lần. Đấy. Nó phóng lên khoảng tầm 30 lần nha. S21, những bộ phụ kiện này thì bên em bán ra với giá là 5.4 triệu thì bên em sẽ tặng kèm cho mình một bộ sạc nhanh, một chiếc ốp lưng và một miếng dán màn hình nha mọi người nha. Đấy, 5.4 triệu tính ra là nó mới bằng có một con S21 thôi. S21 Plus mà mức giá thì chỉ có bằng coi S21 thôi, nó tiết kiệm cho mình lên đến là cả triệu đồng nha mọi người nha. Và cũng là một dòng lô máy giá rẻ nữa thì ở đây em còn được hai cái LG V50S nha mọi người nha. V50S này thì bên em đang báo với mức giá sẽ là máy trần, nó không có hộp. Bản này là cũng là bản thay pin, nó cũng là hàng 99 giống như đợt vừa rồi thôi. Nhưng mà những cây này là nó thay pin nha.
Giống như là cái lô máy mà bên em về máy mới vậy đó, nó cũng bắt buộc phải thay pin, tại vì những dòng này là máy hàng á, mình bóc trực tiếp từ bên hàng về, mình phải tháo pin ra, mình chỉ bóc theo cái kiểu máy sát thôi. Về đây mình thêm pin vào để cho nó cái mức giá nó rẻ hơn, nhưng mà chức năng máy thì nó vẫn không thay đổi. Mặc dù là có thay thay thả sữa thôi, nhưng mà thực chất thay sữa cục pin thì nó không quan trọng mấy thôi. Thay sữa cục pin thì tính ra là nó đâu có tác dụng gì đâu. Nó chỉ còn có khi còn ngon hơn cục pin theo máy nữa. Mình được thay pin mới hoàn toàn. Nhưng mà khi mình thay sữa thì mình sẽ thấy những cái đường keo này nè. Đấy, tại vì cái dòng này là chuẩn kháng nước cho nên là mình sẽ ráp lại những cái đường keo trong ron trong nước này, mình sẽ thấy nó không được đẹp lắm nha mọi người nha. Đấy, mình nhìn là kiểu như nó không được đẹp lắm, nó có kiểu như là mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy được những cái đường keo á, nhưng mà cái này mình bỏ ốp lưng vào là sẽ đẹp ngay. Máy thì bên em sẽ tặng kèm cho mình đó là ốp lưng cũng như là một bộ sạc cáp nha. Với mức giá là 2 triệu 9 nha mọi người nha, 2 triệu 9. Những bản này nó sẽ là RAM 8 GB và bộ nhớ sẽ là 256 GB 5G. LCV50S thân quy 5G nha, bản hàng nha mọi người nha. Đấy. Dòng này thì cấu hình cực kỳ khủng rồi, RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB mà lại được 5G nữa. Mà với mức giá thì chỉ có 2 triệu 9 nè, pin thì pin 4.000 nha mọi người nha. Hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây nha. Đấy. Bộ nhớ 256 GB tha hồ lưu trữ luôn, màn hình OLED 6.4 inch nha. Máy là full chức năng luôn với mức giá chỉ có 2 triệu 9 thôi. LG V50S, em chỉ còn có 2 cây cho nên em thanh lý mức giá này nha mọi người nha. Và một số dòng iPhone giá rẻ như ngày hôm nay em sẽ có thêm được một cây iPhone giá rẻ. Cây này là hàng mình thu được của khách nha. Cây này thì bên em thanh lý ra mức giá chỉ có 2 triệu 900 ngàn thôi. Tình trạng là nó có xước nhâm nha. Đây mình sẽ nhìn cái vỏ của nó này, nó có trầy xước nha. Em sẽ cho nó bắt nét một tí nha. Đấy, cái vỏ này nó có trầy xước nhâm do khách cũ người ta sử dụng ốp ấy. Đây. Với mức giá thanh lý là chỉ có 2 triệu 9 thôi. Tính ra là iPhone 8 Plus mà em bán ra thanh lý là chỉ có bằng mức giá 7 Plus thôi nha mọi người nha. Chỉ bằng mức giá 7 Plus thôi. Máy em vẫn sẽ bao làm men zin màn zin luôn, không ám ố nha, màn hình không ám ố, không dính bất kỳ tài khoản nào hết. Máy quốc tế chuẩn 100%. Dung lượng pin con này thì pin còn được là 87% nha mọi người nha. Pin 87%. Vân tay vân đồ là em bao full hết nha. Đây, phiên bản iOS nó đang chạy sẽ là 16.7.2 bản Mỹ, 64 GB, một SIM nha mọi người nha. Đấy. Máy quốc tế chuẩn luôn. Tình trạng tại sao nó có mức giá rẻ như vậy là tình trạng của con này là bên ngoài nó có trầy xước nha. Em bán ra em vẫn tặng phụ kiện như là một bộ sạc cáp, một chiếc ốp lưng và tấm cường lực nha mọi người nha. Đấy. Nói chung là phụ kiện là đầy đủ hết. Con này nó rẻ hơn một con máy 99 lên đó là hơn 1 triệu đồng nha mọi người nha, hơn 1 triệu đồng. Nhưng mà tình trạng mình vẫn sẽ được bao zin, chế độ bảo hành vẫn sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nha. Bên em chỉ không bảo hành pin zin theo máy thôi. Chỉ có pin mà bên em tụi em tự thay á thì tụi em mới bảo hành pin là một đổi một luôn, tại vì pin tụi em tự thay sẽ là pin zin pin tốt nha. Và cũng là dòng iPhone thì ở đây em sẽ có thêm được cái hàng iPhone XS Max nha. XS Max thì hiện tại bên em đã về thêm được bản màu trắng. Hàng này thì mình sẽ được bao là men zin màng zin luôn. Pin vẫn là pin zin theo máy nha mọi người nha, pin vẫn là pin zin theo máy luôn. Đây là iPhone XS Max nha. Bộ nhớ sẽ là 64 GB. XS Max thì nó sử dụng cho mình là hai SIM rồi, một eSIM và một micro SIM. Máy bên em là máy quốc tế chuẩn, không dính bất kỳ tài khoản nào hết nha. Đây, iCloud trống hết. Pin bọng thì ở đây mình sẽ được bao pin trên 80%, giống như con này thì pin nó sẽ là 88. Nói chung là ở đây pin thì nó rơi vào khoảng tầm 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 này hết, từ 86 đến 88, nó khoảng khoảng tầm đấy. Đấy. Máy là máy xinh đẹp nha. Ở đây thì dòng này nếu mà bao app thì mình sẽ không bao app, tại vì nó ra cũng cũng vài năm rồi, nhưng mà ở đây mình sẽ được cái là bao nguyên zin, màn zin, men zin hết để tua trong tua đồ đầy đủ nha mọi người nha. Đấy. iOS những con này đi lên iOS 16 nha. Bộ nhớ sẽ là 64 GB, tất cả đều là mã Mỹ. Đấy, sử dụng hai SIM hoàn toàn hết, Face ID này kia nọ là em bao full hết nha. Đấy, camera này kia nọ chức năng. Tại vì máy là em sẽ bao zin cho quý khách hàng cho nên quý khách hàng cứ yên tâm nha. Đấy. Với mức giá những con này thì hiện tại bên em đang bán ra sẽ là 5 triệu 900 ngàn. Đấy, 5 triệu 900 ngàn nha mọi người nha. Lô này là lô máy đẹp luôn. Nó không phải là hàng thanh lý như đợt vừa rồi nha. Lô này là lô máy đẹp hoàn toàn nha. Tiếp đến thì sẽ là Samsung Note 20 Ultra. Note 20 Ultra thì hiện tại bên em về tiếp được nữa nha mọi người nha. Ở đây thì lô này nó về cũng là hai mã màu của nó thôi. Đợt trước thì em có đặt một cái bản màu trắng, nhưng mà thực chất cái bản màu trắng lô này nó cũng không về được nha mọi người nha. Lô màu trắng cũng không về được. Đấy, nó vẫn về tiếp hai mã màu, đó là mã màu đen và mã màu đồng nha. Hàng này là hàng máy mới hoàn toàn 100%. Máy mới hoàn toàn nha, máy này là chưa qua người sử dụng nha. Bản Mỹ nó không có hộp, tức là nó về nó thua cái máy mới nguyên siêu, cái là cái máy mới nguyên siêu nó có một cái bộ hộp nữa, nó có cái vỏ hộp của nó nữa. Còn những con này thì mình xách tay từ trường Mỹ về thì nó sẽ không có hộp nha mọi người nha. Đấy. Máy Mỹ nha mọi người nha. Đó. Máy mới hoàn toàn, màu trắng cũng như là màu đen.
thì mình không có cần so sánh rồi nó là tình trạng hai con nó như thế nào, tại vì đây là máy mới hoàn toàn, nó không có bất kỳ một cái điểm trầy xước nào hết nha. Dòng này thì cấu hình cực kỳ cao luôn, màn hình của nó là màn hình cong, độ rộng của nó sẽ được là 6.9 inch nha mọi người nha, màn hình cong độ rộng 6.9, chip Snapdragon 865 cộng nha. Android những con này thì mình sẽ cập nhật lan hẳn ở đây. Nói chung ở đây thì tùy vào cái bản U1, U2, U3 hay là U4 gì đấy, mình sẽ chạy cái bản Android phù hợp. Giống như những con này thì bên em sẽ chạy lên phản bản Android 13 hết cho mình luôn. Đấy. Thì bản Android sẽ là Android 13, nó sử dụng hai SIM, một eSIM và một Micro SIM. eSIM thì mình quét trực tiếp trong nhà mạng thôi. Đấy. eSIM và Micro SIM nha. Cái cây RAM và bộ nhớ của nó thì cây RAM của nó sẽ là RAM 12GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Cây RAM 12 này nó vẫn hỗ trợ cho mình cây RAM Plus lên khoảng tầm 8GB RAM Plus, thì tương đương là nó khoảng tầm RAM 20GB và bộ nhớ sẽ là 128 nha. Đấy. Cam sau của nó sẽ là 108 MP. Nói chung là cái camera này thì khỏi chê rồi, về cái độ zoom hay là mình phóng đại của nó thì mình không có gì phải phải chê hết nha. Đấy. Nó phóng đại khoảng tầm 50 lần nha mọi người nha. Đấy, khoảng tầm 50 lần. Còn đây là cái mức của camera trước nha. Nói chung là về camera thì con này thì mình không có gì phải chê hết nha mọi người nha. Đấy. Về quay phim thì mình có thể zoom nó lên khoảng tầm 20 lần. Đấy. Hoặc là mình sẽ cho nó lên khoảng tầm góc rộng 0.5. Đấy. Mình muốn zoom lên khoảng tầm bao nhiêu thì mình zoom thoải mái nha mọi người nha. Nói chung dòng này là dòng đời cao thì khỏi chê rồi. Màn hình cong, tất cả chức năng bút viết này kia nọ là em bao tất tần tật hết nha mọi người nha. Bút viết này kia nọ là vô tư. Bút viết này kia nọ là hoạt động ok hết nha mọi người nha. Tại vì đây là máy mới hoàn toàn. Phụ kiện bên em có tặng kèm theo đó là một bộ sạc nhanh 25W. Thường thường thì bên em sẽ tặng sạc nhanh QC 3.0, nhưng mà những dòng này những dòng đời cao và với mức giá thành của nó là lên đến 8 triệu 6, và những dòng này là những dòng đời cao, nó hỗ trợ cho mình sạc siêu nhanh, cho nên là bên em sẽ tặng kèm đó là một bộ sạc siêu nhanh 25W nè. Đấy, và kèm theo đó nữa là một chiếc ốp lưng và một miếng dán màn hình nha. Mức giá bên em đang bán ra hai mã màu này là 8 triệu 600 ngàn nha mọi người nha, 8 triệu 600 ngàn. Tiếp đến là ở đây em còn sót được một cây Samsung Galaxy Note 20. Đây là một cây Note 20 bản Mỹ nha mọi người nha. Bản Mỹ thì thật chất là mình mới vừa về được ngày hôm qua luôn, nhưng mà chỉ đủ cho đáp ứng cho những khách hàng mà dặn trước thôi. Đấy, không có nhiều để cho đáp ứng cho nhiều khách hàng, cho nên là ở đây còn đúng một cây là ngày hôm qua về được khoảng gần 20 máy. Nhưng mà cửa hàng thì lấy hết hơn 10 máy rồi, còn một số khách hàng dặn trước thì bây giờ cũng đã liên hệ hết rồi. Nếu như thiếu khách hàng nào thì vui lòng liên hệ lại giùm em. Đấy, ở đây em chỉ còn có một cây màu xanh thôi. Đây là Samsung Galaxy Note 20 nha mọi người nha. Bút viết tất cả chức năng em bao full hết. Máy là máy xinh đẹp keng nha. Đấy, máy xinh đẹp keng. Note 20 bản Mỹ nha. Bản Mỹ thì nó vẫn sử dụng cho mình là hai SIM, nói chung là bản Mỹ là sử dụng hai SIM hết, một eSIM một Micro SIM. Đấy, eSIM và Micro SIM nha. Chúng ta sẽ vào một vài cái thông số của nó. Đây, RAM của nó thì sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB, Samsung Galaxy Note 20 nha mọi người nha. Đây là một vài cái thông số trên máy. Như phiên bản phần mềm sẽ lên Android 13 nè. Đấy. eSIM sử dụng Micro SIM và eSIM, Samsung Galaxy Note 20 5G nha, bản Mỹ nha mọi người nha. Dòng này thì mình bán ra mình vẫn tặng kèm ốp lưng, dán màn, que lấy SIM và cũng như là một bộ sạc nhanh. Bản Mỹ là một vài cái cấu hình của nó, như là độ màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.7 inch, khá là to. Con này thì nó không có sử dụng màn hình cong nha mọi người nha. Dòng này đặc biệt thì nó không có sử dụng cho mình màn hình cong nữa. Đấy. Không sử dụng màn hình cong. Khá là đẹp, nhìn cái màn hình này thì cực kỳ đẹp rồi nha mọi người nha. Đấy. Màn thì màn zin sáng đẹp, không lưu không ám bất kỳ một cái điểm nhỏ luôn, thực chất một cái điểm nhỏ cũng không có. Ở đây thì em đã dán sẵn một cái tấm nền BBF cho mình rồi, nhưng mà thực chất bên em dán không có được đẹp đâu, về mà mình thấy kiểu như là nó bị bong bóng bọt bọt vậy thì mình có thể tháo ra dán lại nha. Đấy. RAM thì RAM 8, bộ nhớ 128, chip Snapdragon 865 cộng nha, pin là 4300, hỗ trợ sạc nhanh, sạc siêu nhanh và sạc không dây nha. Đấy, với mức giá hiện tại bên em đang bán ra con này là 5.300.000. 5 triệu 300 ngàn thì nó rẻ hơn được trước là 100 ngàn nha mọi người nha. Rẻ hơn được trước rồi. Lên đó là 100 ngàn. Đấy. Samsung Galaxy Note 20 nha. Tiếp đến ở đây như ngày hôm qua em có giới thiệu rồi. Thì đó là Oppo A78. Chương trình sale hàng giảm giá. Thì ngày hôm nay nữa là ngày cuối cùng của cái hàng Oppo A78 nha, mà bên em sale hàng. Thì tức là bên em chỉ sale ngày thứ 7 ngày hôm qua và ngày hôm nay là ngày chủ nhật thôi. Đây là Oppo A78 5G phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Bên em hiện tại đang bán là 3 triệu 3 và đang giảm 200 ngàn trong chương trình ngày hôm qua và ngày hôm nay. Tức là chỉ còn có 3 triệu 1 thôi. Phụ kiện bên trong thì sẽ gồm có một chiếc ốp lưng ở đây. Đấy, ốp lưng này là bên em tặng kèm nha. Máy này là kiểu như là hàng trưng bày của chính hãng, nó không phải là hàng đã qua người sử dụng nha. Bộ phụ kiện bên trong thì bên em sẽ tặng rời, đó là một bộ Super VOC, tức là sạc nhanh của Oppo. Đấy, và một dây cáp sạc. Đây, của cái cốc sạc nha mọi người nha. Cốc sạc nhanh. Cốc sạc này lên đến cho mình là 65W nha.
Đấy. Và đây sẽ là máy. Máy thì em sẽ có hai mã màu, và hiện tại cái lô A78 này thì bên em không còn nhiều ở đây, em chỉ còn có 4 cây thôi. Có 4 máy thôi. Ngày hôm qua thì về khá là nhiều, nhưng mà lô ngày hôm qua thì kiểu như là hàng này thì thành công khá là nhiều, khá là đặc sắc luôn, tại vì ngày hôm qua lấy chương trình khuyến mãi bán khá là thành công cho cái hàng này. Khách hàng ưa chuộng khá là nhiều. Đấy, Oppo A78 5G nha mọi nha. Nó sẽ có hai mã màu, hiện tại bên em đã hết màu tím rồi. Nó sẽ có mã màu đen cũng như là mã màu xanh nha. Dòng này thì cấu hình nó cũng khá là cao. Đấy, RAM thì RAM 8GB và bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB. Nó sẽ có bản RAM 6GB tiếp đến đây nè. Cái lô sau này nè, bên em sẽ có cái bản RAM 6GB. Thì bản RAM 6GB thì như quý khách hàng thấy đợt vừa rồi á, bên em bán ra thì nó chỉ có 2 triệu 800 ngàn thôi cho cái bản RAM 6GB. Còn cái bản RAM 8GB thì nó cao hơn, bản RAM 8GB thì nó lên đó là 3 triệu 3. Và chương trình khuyến mãi thì đang được giảm 200 ngàn, thì chỉ còn có mức giá là 3 triệu 1 thôi nha mọi người nha. Nó vẫn tích hợp cảm biến vân tay trong nút nguồn. Phía sau nó sẽ gồm có hai cam, cam chính sẽ lên đó là 50M nha. Đấy. Màn hình thì sẽ được 6.5.6 inch. Đấy. Pin con này thì pin được 5.000, nó hỗ trợ sạc nhanh, và sạc nhanh thì bên em cũng có tặng kèm rồi cho nên mình cứ yên tâm nha. Độ sáng màn hình thì khá là sáng cho nên bên em sẽ để cái độ sáng cho nó thấp đi một tí cho nó phù hợp hơn nha. Pin thì pin 5.000, nói chung những con này nếu như mà mình thực hiện tác vụ giải trí thoải mái một ngày là vô tư luôn. Đấy. Tại vì những cái dòng màn LCD này nè, nó rất là đỡ cái tiết kiệm cái nhiên liệu, cái tiết kiệm cái năng lượng, nó rất là tiết kiệm khá là nhiều luôn. Oppo A78 mà mặc định trong cái dòng A78 này nó có chế độ siêu tiết kiệm pin nữa nha. Đấy, Oppo A78 5G nè, bộ nhớ 128GB, chip Dimensity 700 5G, RAM 8 cộng 8 nha mọi nha, RAM 8 cộng 8 tương đương RAM 16, Android 12, sử dụng hai SIM nha. Pin 5.000 với mức giá là 3 triệu mốt thôi. Đấy. Hàng này là nó chưa qua người sử dụng, nó chỉ là hàng trưng bày của chính hãng thôi. Chế độ bảo hành sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng cho quý khách hàng, cứ yên tâm mà sử dụng nha. Và những cái mặt hàng khác bên cửa hàng bên em á, thì quý khách hàng cũng có thể xem lại trong những cái video trước. Và như quý khách hàng có muốn mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp em, đó là 0971 172 105 nha. Bên em làm việc thì từ 7 giờ 30 sáng cho đến 8 giờ 30 tối. Bên em thì không nhận cuộc gọi Zalo, tại vì Zalo bên em khá là nhiều tin nhắn. Quý khách hàng có thể nhắn qua Zalo giùm em cũng được nha. Nếu như thấy bên em trả lời chậm thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại giùm em nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nhé. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật, gọi là một ngày nghỉ thật là vui vẻ nhé.